Cũng trong sáng nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức họp báo công bố Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với chủ đề Phát huy truyền thống văn hiến cách mạng và anh hùng, thanh niên Hưng Yên đoàn kết bản lĩnh sáng tạo tình nguyện, khởi nghiệp, xây dựng hội vững mạnh, góp phần phát triển quê hương giàu đẹp văn minh. Dự đại hội có 250 đại biểu là cán bộ hội, hội viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trên lĩnh vực công tác hội. Đại biểu ít tuổi nhất là 16 tuổi. Tại buổi họp báo, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã trả lời nhiều câu hỏi của báo chí liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội. Đại hội lần này chủ yếu sẽ giản lược văn bản, thay vào đó là ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác tổ chức.